Xin chào anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục đi rừng nha anh em nhé. Cũng 2 ngày rồi mình không đi thăm và hôm nay mình lại tiếp tục đi. Và bây giờ là đã đến khu bẫy. Đây là cái bẫy đầu tiên nha anh em nhé. Hôm trước vào con linh cậu ở đây nhưng mà mình đã cởi rồi anh em ạ. Đi theo người ta đi rừng, đâm ra là nó đã dính bẫy. Cái bẫy đầu tiên đã không dính cái gì rồi anh em ạ. Mình đi cái bẫy thứ hai nhé. Hình như bẫy mình đã vào con gì rồi anh em ạ. Không biết là vào con chim gì ấy. Vào con chim rồi các bạn ơi. Không biết là con chim gì thì khá là đẹp. Kêu như là con gà. Khá là to đấy, 18 đấy. Cái bẫy kia mềm đây. Đâu, đây là con chim. Con này không biết là chim gì nhưng mà kêu như con gà luôn anh em ạ. Chói quá. Như con chim cu. Nhưng mà không phải. Rất là to. Thôi bây giờ mình sẽ gài lại bẫy nha anh em nhé. Gài lại bẫy và đi thăm tiếp những cái bẫy tiếp theo. Mình đã gài bẫy xong anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ đi thăm những cái bẫy tiếp theo nhé. Hôm nay mình có thêm cộng sự anh em ạ. Đấy có một cái bẫy nữa nhưng không vào. Đây. Đây một cái nữa nhưng không vào con gì. Đây là cái bẫy dây nhưng mà không dính em gì anh em ạ. Rồi kệ nó. Rất là trước mặt có một cái nhá. Hôm trước cũng vào con linh cẩu ở đây anh em ạ. Mùa này là người dân hay đi vào rừng hái củi ấy, thì là chó họ đi theo. Trước mặt có cái bẫy dây nhưng mà sập rồi nhưng mà chả dính em gì cả. Đây, đây. Đây có cái bẫy dây nhưng mà sập rồi nhưng không dính em gì. Mình sẽ gài lại bẫy nha anh em nhé. Mình sẽ gài lại cái bẫy. Cái bẫy dây phanh này rất hiệu quả nha anh em nhé. Con gì đi qua nó cũng dính cả. Và nó thắt rất là chắc chắn luôn. Đây, khi mình làm cái khuyên như thế này vào thì là nó không bao giờ bị tuột ra được nhé.
tất cả các loại cày cáo luôn đấy anh em ạ. Thôi chỉ vậy thôi. Vậy là mình lại gài xong bẫy nhé. Tiếp tục đi thăm những cái bẫy khác. Thăm mấy cái bẫy rồi nhưng mà mới chỉ dính một em chim thôi. Hôm nay vừa mới đi mệt thật đấy. Đơn giản đúng không ạ? Cộng sự của mình đi rừng lần đầu tiên. Cảm thấy khá là mệt mỏi rồi. Mình đi quen rồi không sao, nhưng mà trước mặt kia có một cái bẫy nhá. À, vào một bẫy, mình hình như đã vào một em gì rồi. Cái này không dính em gì. Ồ, cái bẫy tiếp theo của mình đã dính một em sóc anh em ạ. Một em sóc khá là khủng, rất tuyệt vời. Đây, em chồn bụng đỏ nha anh em nhé. Em sóc không phải em chồn. Đuôi rất là đẹp. Ba lạng đấy con này. Ba lạng. Vậy là đã được một em chim và một em sóc. Đây, sản phẩm của hai anh em chúng tôi. Bây giờ mình sẽ cho vào bao nhé anh em nhé. Đây, mình đã gỡ được em sóc khá là khủng anh em ạ. Mình đã gài xong bẫy nhá anh em nhé. Lại tiếp tục đi những cái bẫy tiếp theo. Còn một cái bẫy cuối cùng nữa thôi anh em ạ. Kết quả sẽ không biết nó sẽ như thế nào. Thì mình cũng chưa biết được. Cốc sán. Cái bẫy cuối cùng nữa thôi anh em ạ. Bẫy mình đã dính em gì nhưng mà đã bị tuột. Vào con sóc nữa nhưng mà bị trượt rồi anh em ạ. Đâu, lấy về đây xem. Lông này là lông sóc nha anh em nhé. Đâu, lấy cả cái bẫy. Vậy là vào một em sóc nữa nhưng mà đã bị tuột rồi anh em ạ. Vậy là lại trượt một cái, một con sóc nữa rồi. Vậy là cái bẫy cuối cùng vào em sóc nữa nhưng mà bị trượt rồi. Thì mình sẽ gài lại bẫy và mình sẽ đi về thôi nha anh em nhé.
Cái bẫy này nó yếu lắm rồi anh em ạ. Nó rất là mềm rồi, đâm ra là nó mới trượt. Vì như thế là mình sẽ thay cái bẫy mới này nhá anh em nhá. Cái bẫy này mình sẽ lấy về nhà để bẫy chuột thôi. Không dùng cái bẫy này nữa. Và mình sẽ lại thay một cái bẫy mới thôi. Mỗi lần cứ bị trượt như thế này thì cũng rất là tiếc. Vì vậy là mình sẽ thay cái bẫy mới nhé. Cái bẫy này là 15-16 cm gì đấy. Còn cái bẫy hôm trước mình bẫy này là bẫy nhỏ thôi. Cái này chỉ 12 thôi. Mình đã gài xong bẫy nha anh em nhé. Vậy là kết quả của chuyến thăm bẫy ngày hôm nay là được một em chim và một em sóc anh em ạ. Thì cũng không được cày khủng nhưng mà cũng được hai em là mình cũng có mồi rồi anh em ạ. Cứ mỗi lần đi thăm như thế này thì dính cho dù là những em nhỏ nhưng mà mình cũng có thêm động lực để đi rừng hơn. Đáng nhẽ là được hai em nhưng mà hai em sóc nhưng mà vì cái bẫy mình hơi yếu đâm ra là đã trượt đi một em. Vậy là mình đã đặt xong bẫy nha anh em nhé. Đợt này là cái bẫy mới này là chắc chắn nó dính nó sẽ không bị tuột được nữa. Cái góc này trước cũng đã dính hai em cá mèo nhé. Mình sẽ tiện thể mình sẽ chia sẻ cho anh em biết như thế này. Thì là cái chỗ mình đặt bẫy này là thành cái ngã ba nhé anh em nhé. Đây một cái đường là nó đi thẳng nhé. Còn nếu nó ở dưới kia lên thì là nó cũng theo cái đường kia lên. Và nó sẽ ra đây. Và nó sẽ ra đây nhé. Thì là một đường nó ở trên kia xuống. Đây, một đường ở trên kia xuống. Và nó cũng sẽ tập kết ở cái ngã ba này. Rồi là nó sẽ ra đây. Đây, mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là một cái đường nhé. Một cái đường. Đấy. Từ trong kia ra nó cũng là phải qua cái đường này. Và nó từ dưới kia lên thì là nó cũng qua đường này và từ trên kia xuống thì nó cũng phải qua đường này. Thì vậy là cái này thành cái ngã ba rồi nhá anh em nhá. Cái ngã ba. Cáo mèo thì là nó sẽ phải ra đây. Vì vậy là đã dính hai em liên tục năm ngoái, hai em liên tục ở cái hố bẫy cùng chung một hố bẫy nhá anh em nhá. Đây. Cái đường là mình sẽ thu hẹp nó lại. Thằng anh của mình đã lên kia, trên kia trước. Thôi mình cũng chỉ nói qua như vậy thôi và mình sẽ kết thúc video và mình sẽ tạm đi về nhá anh em nhé. Xin gặp anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Thôi xin chào anh em.